kiện nhi ốc xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình cung cấp những thông tin rất là hữu ích và thiết thực trong việc bảo vệ sức khỏe của mọi người. Chương trình được phát sóng vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hân hạnh được tài trợ bởi nhãn hàng kiện nhi ốc xưa, trị chứng biếng ăn, chán ăn do tiêu hóa kém, đổ mồ hôi trộm, sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OBC. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức về y tế nổi bật trong tuần vừa qua. Hàng chục người dân tại Gia Lai đã phải đi tiêm phòng bệnh dại do cùng bị một con chó thả rông cắn. Vụ việc xảy ra tại thành phố Pleiku ngay sáng 1 tháng 4 và có ít nhất 17 người bị chó cắn trong cùng một thời điểm. Những người bị chó dữ cắn phần lớn đều lớn tuổi, không có khả năng chống cự nên vết thương khá nặng. Thậm chí có người bị chó lao vào cắn nhiều vết rất nguy hiểm. Theo các bác sĩ cho biết, chó cắn nhiều người cùng lúc chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thì khả năng chó bị bệnh dại là rất cao. Vì vậy, người dân cần đi tiêm phòng ngay, càng sớm càng tốt để phát huy tác dụng của vaccine phòng dại. Hiện tại thì đang là vào mùa hè, mùa nắng nóng, thì nguy cơ chó dại nó cũng rất là cao. Như vừa rồi trường hợp chó dại cắn là một số người dân là do cắn vào lúc sáng sớm, và lúc đó thừa đa số là đi một mình nên cũng không có ai để xử lý con chó đó hết, xảy ra cắn nhiều người. Khi mà người dân đi tiêm phòng á, khi mà bị chó cắn nguy hiểm như vậy á, nên đến sớm tiêm đầy đủ theo phác đồ, theo quy định để đảm bảo được cái hiệu quả nó tốt nhất. Tại điểm B khoản 2 điều 7 Nghị định 90 của Chính phủ năm 2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y nêu rõ, phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường theo mức độ thiệt hại. Qua sự việc trên cho thấy, chế tài xử phạt người nuôi chó mèo vi phạm các quy định về chăn nuôi thú y đã có từ lâu. Thế nhưng một số người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm. Điều này dấy lên lo ngại nguy cơ bệnh dại gia tăng khi mà mùa nắng nóng đang diễn ra. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ đã mổ thành công một bệnh nhân mắc hội chứng gập đầu hiếm gặp trên thế giới. Bởi theo y khoa thế giới hiện nay, mới chỉ có 129 ca được chẩn đoán, nhưng chỉ có 15 ca được điều trị và mổ. Trước kia thì bệnh nó dán đi rất là cực khổ. Đi cũng đi các bệnh viện nhiều nơi trong tâm thành phố mình đó, nhưng mà cũng chẳng chẩn đoán gì, bán thuốc uống mà về vẫn bệnh vẫn không thấy bớt. Chứ triệu chứng thì nó chỉ mỏi thôi, mỏi vai gáy hay cổ thôi, rồi từ từ nó mới nặng. Hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn, tại 3 năm nay rồi đi các hết bệnh viện này bệnh viện kia lẫn không ấy, thì tiền bạc cũng hết. Khi mà vô tới đây rồi thì cũng gia đình hết mất khả năng rồi. Những cơn đau kéo dài 3 năm, chỉ đến khi chị Hương đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh khám lần đầu tiên thì chị được biết mình bị bệnh gì. Khi mà bệnh nhân vô khám thì bệnh nhân than phiền là đau cổ, mỏi cổ, tê tay. Và bệnh nhân có nói một câu là tôi không có giữ được cái cổ ở tư thế thẳng lâu. Vậy thì lúc đó tôi mới nhớ lại cái bài báo cáo tôi đã được nghe cách đây 10 năm. Thì vô tình thôi, thì lúc đó cái phản xạ của tôi là tôi mới hỏi bệnh nhân là cô có bị Parkinson hay không? Bởi vì Parkinson là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra cái bệnh này. Và khi mà bệnh nhân họ nói là tôi có bị Parkinson và tôi đang điều trị, thì lúc đó tôi mới là tôi nghĩ tới nhiều hơn. Lúc đó tôi mới cho nhập viện lên, tôi mới làm theo một loạt xét nghiệm. Và thật ra thì cái xét nghiệm chính mà để tôi quyết định đó là tôi làm cái điện cơ ở các cái nhóm cơ phía sau cổ, và tôi thấy là hoàn toàn cái hoạt động điện của cái cơ nó không còn nữa. Trong 2 tuần hay 3 tuần gì đó tôi đọc tài liệu rất là nhiều, và thậm chí cũng có liên hệ với lại các giáo sư bên nước ngoài mà tôi biết. Thì họ nghĩ rằng họ cũng cùng ý kiến với tôi, họ nói cái này nghĩ nhiều tới cái drop head syndrome là hội chứng đầu gập. Tuy nhiên, để tiến hành đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân không hề đơn giản, bởi hiện nay trên thế giới từ năm 1976 đến nay mới chỉ có 126 người mắc hội chứng gập đầu, trong đó có 15 trường hợp được chỉ định phẫu thuật, và các ca phẫu thuật vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí là tử vong. Đây là cái trường hợp mà rất là khó, đòi hỏi một cái phẫu thuật mà nắn chỉnh cột sống từ cổ xuống tới dưới ngực, là mình phải đặt các cái dụng cụ phải đúng các cái vị trí chuẩn, nếu mà sai lệch thì có thể đưa đến biến chứng. Cái thứ hai nữa là cái phẫu thuật nắn chỉnh có thể đưa đến các cái biến chứng như là nó làm liệt bệnh nhân, hoặc là những cái biến chứng thông thường mà một bệnh nhân nào mổ cũng có thể có, đó là những cái biến chứng mà do vấn đề gây mê có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau ca mổ, hiện sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, tuy nhiên chi phí điều trị lên đến hơn 100 triệu đồng.
Dù được đơn vị y tế hỗ trợ, nhưng hầu hết những bệnh nhân mắc hội chứng này sẽ dễ dàng rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ về kinh tế vì nhiều năm đi tìm bệnh. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục Tiêu điểm y tế, nơi cung cấp một cái nhìn toàn diện, thẳng thắn về vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng mà cộng đồng đang rất quan tâm. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi nhé. Xin chào các bạn. Như tất cả chúng ta đều biết đó là hiện tại mọi người phải thực hiện theo chỉ thị từ chính phủ là hạn chế đi ra ngoài đường. Và chúng ta phải thực hiện các công việc ở nhà qua online. Vâng, cũng vậy thôi. Ở nhà làm việc qua online, rồi đọc sách, rồi xem phim. Có nhiều lúc thấy cơ thể mình rất là mỏi. Và Vân sẽ chia sẻ với các bạn một vài động tác của yoga rất là đơn giản. Các bạn có thể cùng tập với gia đình trong mọi thời gian trong ngày. Các bạn sẽ ngồi trong hình dáng rất là thoải mái. Bàn tay các bạn sẽ đặt lên trên bắp đùi. Mắt các bạn nhìn xuống trên cái chóp mũi để mình khép mắt lại. Việc mà mình khép mắt lại và ngồi yên, hít vào và thở ra sẽ giúp cho mình điều tiết lại đôi mắt, giúp cho mắt mình được khỏe mạnh hơn, bởi vì mình dùng mắt rất nhiều cho công việc online. Thì bây giờ các bạn chỉ cần giữ yên như vậy một ngày khoảng từ 1 tới 3 phút. Rồi các bạn đặt hai bàn tay vào nhau, xoa nhẹ lòng bàn tay. Rồi các bạn đem cái hơi ấm đó đặt nhẹ lên trên đôi mắt. Và giữ yên ở đây trong một vài giây. Và sau đó các bạn thả hai tay mình xuống. Và động tác kế tiếp Vân sẽ hướng dẫn các bạn là mình sẽ cử động thêm để mình tăng cường sự kéo giãn cái phần thân mình. Bởi vì mình ngồi nhiều thì cảm giác mình hay bị khập người xuống, nên khi mà căng giãn hai bên thì nó giúp cho các bạn căng giãn những cái cơ gian sườn, nó giúp mình cùng lưu thông khí hai bên. Mình vươn hai cánh tay lên cao. Nhớ khi mình vươn lên thì mình ôm cái bụng ra phía sau, sau đó mình xoắn nhẹ, rồi sẽ hạ hai tay xuống, thở ra chậm rãi. Mỗi hơi thở hít vào các bạn cảm giác mình vươn lên và kéo giãn gần đốt sống của mình ra. Từ từ hít sâu, nâng hai cánh tay lên cao, trở về trung tâm, các bạn lại hạ tay xuống thở. Các bạn chuyển hai tay về phía trước, mình kéo dài toàn thân, vươn cái tay mình về phía đầu thảm và mình đặt toàn bộ vùng bụng lên trên bắp đùi. Sau đó các bạn sẽ thả lỏng toàn xuống. Tư thế này gọi là tư thế đứa trẻ. Các bạn nhẹ nhàng hít vào, mình nâng cằm nhìn về phía bàn tay. Sau đó mình nâng cái mông ra khỏi gót chân và đẩy cái vai mình về phía trước. Rồi từ từ các bạn nâng cái bụng mình ra xa mặt đất, kéo nó về phía thắt lưng. Rồi từ từ các bạn nhìn xuống thấy hai cái bắp đùi của mình thở ra hoàn toàn. Những sự tương tác của hai phía trước và sau của cột sống sẽ tương tác và tác động tới sâu hơn từng đốt sống, từng cái địa đệm, từng cái gai và thậm chí là giúp các bạn có thêm nhiều năng lượng đi sâu vào trong ống sống của mình. Về lại hạ mông về trên gót, trở về trong tư thế đứa trẻ, thả lỏng ở đó. Các bạn chuyển hai bàn tay về phía trước, tay của các bạn vẫn giữ là khoảng cách rộng bằng vai. Rồi sau đó các bạn sẽ chống các cái ngón chân mình lên. Rồi từ đây ha, các bạn hít vào, nâng đầu gối mình ra khỏi mặt đất, rồi nhẹ nhàng đẩy cái mông mình về phía bầu trời. Sau đó hít vào một hơi sâu, đẩy người mình ra phía sau. Cảm giác là mình kéo dài từ cánh tay, kéo dài từ bả vai và kéo dài từng đốt sống của mình. Và mình đưa gương mặt mình nhìn thấy hai bàn chân. Từ trong hình dáng này các bạn hít sâu, đưa mắt nhìn về phía bàn tay và đẩy vai sao cho vai vẫn nằm trên cổ tay của các bạn thì dừng lại thở ra. Đây là tư thế tầm ván. Và các bạn có thể chuyển động tư thế này vài lần. Hai tư thế này giúp mình vừa tăng sự linh hoạt của xương sống, của khớp hông, của khớp vai và tăng sức mạnh cho các cái vùng cơ, bụng, đùi và cánh tay. Và nếu các bạn thường xuyên luyện tập tư thế này cũng giúp mình có khả năng giảm cân hơn. Rồi từ từ các bạn sẽ thoát thế bằng cách hạ đầu gối xuống nhẹ nhẹ. Hạ mông về gót chân là trở về trong em bé,
mình nghỉ ngơi trong vài hơi thở. Đó là những cái tư thế rất là đơn giản, các bạn chỉ cần có từ 5 hoặc 10 phút, bất cứ cái giờ nào trong ngày các bạn cũng có thể tập luyện được. Và rất là đơn giản mà các bạn, và an toàn, các bạn không sợ chấn thương, nhưng mà đặc biệt là giúp mình kéo dài cuộc sống rất là hiệu quả. Ngoài cái chuyện mà mình vận động, tập luyện để giúp cho cơ thể có thêm sức đề kháng, thì các bạn bên cạnh đó các bạn cũng nên chú ý tới vấn đề về dinh dưỡng. Các bạn nhớ là bổ sung thêm trong cái loại nước uống của mình có thêm nhiều cái vitamin, ví dụ như các bạn thêm chanh, thêm gừng hoặc thêm sả, rồi ngoài đó còn chọn thêm những cái loại trái cây có nhiều màu đỏ hay màu xanh. Đó là những cái loại đồ uống và trái cây mà rất là thông dụng, các bạn nhớ mang vào thêm cho cái thức ăn hàng ngày của mình để các bạn có thêm nhiều cái sự miễn dịch hơn. Vâng, xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Ngọc Trai xin được giới thiệu với lại quý khán giả vị khách mời ngày hôm nay, đó chính là bác sĩ chuyên khoa nhi Trịnh Thị Kim Huệ. Dạ, xin chào bác sĩ. Chào Ngọc Trai, chào mọi người. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là cách để nhận diện về trường hợp suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Và trước khi chúng ta tìm hiểu thật sâu về chủ đề này, Ngọc Trai xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip nhé. Công ty cũng nhiều việc nên em về hơi trễ. Anh thấy em nên xin nghỉ dịp đi. Anh nói cái gì kỳ vậy? Em mới đi làm lại mới có 3 tháng mà. Anh muốn là em ở nhà. Nhưng mà tại sao? Em nhìn đi. Anh muốn là em ở nhà để mà chăm lo cho con, để cho con nó mau lớn. Nhưng mà ở nhà thì đã có bà nội trông rồi mà. Mà ngay từ đầu anh đã nói với em á là sinh xong thì anh cho em đi làm lại mà. Đúng là vậy. Nhưng mà em nhìn coi, con của mình nè, cả mấy tháng nay rồi nó không có tăng được một ký nào hết trơn. Trong khi em nhìn đôi con hàng xóm kìa, có người ta sanh cùng tháng với nó, mà có người ta càng ngày càng lớn mạnh, càng khỏe. Anh, ủa, anh nghĩ là em không chăm con hả? Con không tăng ký á, anh nghĩ là em sung sướng lắm hả? Hết mẹ la dày rồi bây giờ tới anh mỉa mai. Chính vì vậy anh mới kêu em nghỉ việc ở nhà để mà chăm lo cho con đầy đủ hơn, để con nó mau lớn. Ủa thì anh không thấy á, trước khi đi làm em đều nấu nướng đầy đủ 3 bữa cho con, sáng trưa chiều tối rồi mới đi đó. Vậy thì sao con mình mà nó không có tăng ký, thậm chí chiều cao nó không tăng là sao? Em nghĩ có đời nào mà con mình bị suy dinh dưỡng không anh? Sao em lại nói vậy? Nhà mình đâu có thiếu thốn gì đâu đến nỗi mà phải để cho con mình suy dưỡng. Cũng đúng đấy. Bởi vì là em nấu ăn cho con ấy thì thay đổi thực đơn liên tục, rồi bữa nào cũng có đầy đủ này, thịt thà rồi cá rồi rau củ, mà sao con nó không tăng ký á? Hay là do con mình biết ăn? Không đâu anh, con mình á nó vẫn ăn đều đều, nhưng mà chỉ tội là nó không có tăng ký thôi. Thôi hay là em nghĩ là bây giờ vợ chồng mình đưa con đi khám bác sĩ đi. Thôi thì tùy em. Nhưng mà nói trước, tháng tới á, mà con mình á, nó không có tăng ký á, là em phải nghỉ việc ở nhà nha, để chăm lo cho con nha. Anh không có muốn để người ta nói á, là biết đẻ mà biết nuôi. Nè, bồng con đi. Em phải con chơi vui quá ta. Đâu, lên cân cho bà coi, coi lên được ký nào chưa. Lên nhẩm nha. Nè nè. Mừng quá em ơi, con mình nó tăng rồi, tăng ký rồi. Mừng quá. Tất nhiên rồi anh. Tại vì là em cho con uống kiện nhi ốp xua, làm sao con không tăng ký được? Kiện nhi ốp xua? Là sao? Hôm vừa rồi á, em mới đưa con đi khám bác sĩ, là do con mình ăn nhiều nhưng mà cơ thể không hấp thu được. Em đã cho con uống kiện nhi ốp xua, bây giờ con ăn ngon, ngủ tốt lại thông minh nữa. Vợ anh lúc đó là giỏi nha. Vậy là bây giờ em không phải nghỉ làm nữa đúng không? Dĩ nhiên rồi, bà xã là số 1.
Và câu hỏi đầu tiên, bác sĩ có thể giải thích cho chuẩn phát triển bình thường của một đứa trẻ là như thế nào ạ? Thì câu hỏi này nó rất là thường gặp ở phòng khám đó Ngọc Trai. Rất nhiều bà mẹ mang con tới, những người xung quanh hoặc là ông bà nói con mình nó nhẹ cân hay nó thấp còi mà không biết con mình có phải là bị suy dinh dưỡng hay không. Thì thành ra đó là nó đều có chuẩn hết, và tùy theo độ tuổi nó sẽ có những cái chuẩn khác nhau. Người ta sẽ có những cái bảng để mà mình tham khảo. Thì hiện tại cho tới giờ này đó, cái bảng mà của người Việt Nam đó thì chưa có, cho nên mình sẽ có những cái bảng tham chiếu trên thế giới, ví dụ như là của WHO, của Tổ chức Y tế Thế giới, là cái mà thông dụng nhất hiện tại bây giờ mình đang sử dụng. Thì mình sẽ sử dụng cân nặng, chiều cao. Còn đối với những bạn mà dưới 2 tuổi, mình sẽ có thêm một cái thông số nữa, đó là đo vòng đầu. Còn những bạn mà trên 5 tuổi thì ngoài cân nặng, chiều cao, người ta sẽ có những cái thông số ví dụ như là BMI, là chỉ số khối cơ thể đó. Thì mình sẽ sử dụng những cái chỉ số mà người ta gọi đó là chỉ số sinh trắc. Đó là cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi hoặc cân nặng theo chiều cao. Thì nó sẽ có cái bảng tham chiếu người ta hay sử dụng, đó là dưới bách phân vị thứ 5. Tức là cái bảng đó ví dụ như là theo giới, theo độ tuổi, ví dụ con gái 1 tuổi, chiều cao, cân nặng nó phải từ bấy nhiêu tới bấy nhiêu. Con của mình đó nó nằm lệch ra khỏi cái khung đó thì chứng tỏ rằng là con mình đó ngay tại thời điểm đó là cân nặng hoặc chiều cao nó không đủ rồi. Nếu như vậy thì cụ thể suy dinh dưỡng là gì ạ? Suy dinh dưỡng á là cái tình trạng mà bé đó dinh dưỡng của nó không có đủ, không có đúng, hoặc là cân nặng chiều cao của nó bị ảnh hưởng bởi tình trạng dinh dưỡng. Dạ. Nó sẽ có từng cái bảng dành cho từng lứa tuổi riêng. Ngọc Trai sẽ thấy trong mấy cuốn sổ khám bệnh nha, nó đều có những cái bảng cho trẻ dưới 5 tuổi. Nó sẽ có những cái khoảng mà trong cái khoảng đó sẽ là bình thường. Người ta hay sử dụng ví dụ như là từ bách phân vị thứ 5 tới bách phân vị 95. Thì nếu mà con mình đo một trị số mà nó nằm trong cái khoảng đó thì chứng tỏ là con mình không bị suy dinh dưỡng. Nhưng mà cái vấn đề này á, mình phải theo dõi theo thời gian, chứ không phải là mình nói bữa nay nó bình thường mà mai nó cũng như vậy, hoặc là bây giờ nó suy dinh dưỡng thì vài bữa nó cũng suy dinh dưỡng, không có. Cái này mình phải theo dõi theo cái quá trình diễn tiến nữa. Nếu như vậy thì trẻ mà dưới 1 tuổi thì là cái chuẩn mà bây giờ người ta thường hay đo là như thế nào? Thì đối với những bạn mà dưới 1 tuổi mình sẽ có 3 thông số để mình theo dõi. Thứ nhất là cân nặng, cái đó thì dễ quá rồi. Cái thứ hai là chiều dài nha, chứ không phải chiều cao, tại vì cái tuổi này có nhiều đứa nó chưa đứng được. Cái thứ ba nữa là vòng đầu. Thì chỉ ví dụ đơn giản là cái cân nặng là cái mà mình thường theo dõi nhất. Người ta sẽ theo dõi cân nặng trong 3 tháng đầu là mỗi tháng nó sẽ tăng khoảng 1 kg. Giả sử như là một bạn sinh ra là 3 kg đi, thì tháng đầu tiên nó lên 1 kg là 4 kg, rồi tháng thứ hai là 5 kg, tháng thứ ba nó sẽ 6 kg. Thì trung bình người ta sẽ thấy là một bạn mà khoảng 1 tuổi nó sẽ xung quanh 9-10 kg. Còn chiều cao á, nó có một cái bảng để mà mình cũng theo dõi. Thì trung bình á, khoảng 1 tuổi nó sẽ được 75cm. Nhưng mà để biết chính xác là con mình có bị suy dinh dưỡng hay không á, là mình phải đi tới khám bác sĩ để người ta sẽ kiểm tra coi cái bảng đó nó như thế nào. Đúng rồi, em nghĩ là tốt nhất là cứ nên đi đến bác sĩ thì người ta sẽ có những cái chỉ định nó chính xác hơn. Chứ bây giờ nghe nói vậy thôi, xong cái đè con mình ra, lấy thước dây kéo rẹt, ê thiếu thụt này, đưa ra những cái phải gọi là cái nhận định nó không đúng thì cũng không hay. Theo như cái hiểu biết của riêng em á, thì em chỉ nghe người ta nói là suy dinh dưỡng là suy dinh dưỡng thôi, chứ em không có hiểu rõ là thực sự suy dinh dưỡng là nó có bao nhiêu loại suy dinh dưỡng. Bác sĩ có thể tư vấn được không ạ? Nó có nhiều thể suy dinh dưỡng lắm á Ngọc Trai. Ví dụ như là suy dinh dưỡng nặng, suy dinh dưỡng vừa hoặc là nhẹ. Thì trong cái thể mà suy dinh dưỡng nặng á, nó cũng chia ra nhiều nhóm, là suy dinh dưỡng thể phù hoặc là thể teo hoặc là thể hỗn hợp. Có nhiều khi á, cái bạn đó đó nhìn bạn bụ bẩm, bạn phù, nhưng mà thật ra bạn đang bị suy dinh dưỡng đó. Sao kỳ vậy ta? Là tại vì cái chuyện mà mẹ bé đó cho ăn không phù hợp, tức là cho ăn năng lượng nhiều nhưng mà ăn không có đủ đạm, cho nên nó người nó bị phù, nó suy dinh dưỡng, nó phù, thành ra cân nặng của nó có thể là nhiều. Nếu như mà như vậy á, để nhận biết được một đứa trẻ suy dinh dưỡng có vẻ như là mình nhìn bằng mắt thường mình không biết đâu, đúng không ạ? Ví dụ như nếu mà mình tới khám một thời điểm, mình chỉ ghi nhận được cái cân nặng, chiều cao, vòng đầu tại một thời điểm. Nhưng mà cái chuyện rất quan trọng đó là ba mẹ hoặc là người chăm sóc á, phải ghi lại nguyên một cái tiến trình của con nữa. Để mỗi bạn á, mình sẽ có một cái biểu đồ để theo dõi nữa đó Ngọc Trai. Có hai loại suy dinh dưỡng mà là em được biết, đó chính là thấp còi và suy dinh dưỡng nhẹ cân. Thì sự khác biệt của hai loại suy dinh dưỡng này
nó có triệu chứng gì cụ thể không ạ? Ngay cái tên nó cũng hơi định hướng cái sự khác nhau rồi. Tại vì suy dinh dưỡng nhảy cân á, là nó chỉ biểu hiện lên cân nặng thôi, nó có thể chưa biểu hiện lên chiều cao. Tức là cái tình trạng suy dinh dưỡng này nó có thể là mới xảy ra nên nó chưa ảnh hưởng chiều cao gì hết, nó chỉ mới ảnh hưởng lên cân nặng. Còn cái suy dinh dưỡng thấp còi đây là nó vừa ảnh hưởng cân nặng vừa ảnh hưởng chiều cao, nó thể hiện cái chuyện là cái suy dinh dưỡng này của con nó đã kéo dài một thời gian dài rồi. Nhưng mà là có một cái nguyên nhân cụ thể nào đối với trẻ khi mà bị suy dinh dưỡng không ạ? Có nhiều nguyên nhân mà làm cho trẻ bị suy dinh dưỡng lắm. Cái nguyên nhân mà ví dụ như là trẻ nó vì lý do gì đó nó nhập không đủ dinh dưỡng, có thể đó là do ba mẹ nó không biết cách chăm sóc đúng. Hoặc nó làm điều kiện kinh tế cho nên nó là cái dinh dưỡng cung cấp cho bé không đủ, hoặc là người nhà vẫn cung cấp đủ đó nhưng mà con nó có bị một bệnh lý mãn tính gì đó kéo dài, thành ra đó là cái chuyện mà sử dụng năng lượng cho cái bệnh đó nó nhiều quá, nó không có đủ cái năng lượng để con nó phát triển. Hoặc là ví dụ như là nó bị bệnh lý gì đó, dinh dưỡng vào á nó cứ bị thải ra ngoài hết, như tiêu chảy kéo dài nè, hoặc là nó bị những bệnh lý hội chứng thận hư nè, suy tim nè, có nhiều nguyên nhân lắm Ngọc Trai. Vậy thì những cái hậu quả nào sẽ xảy đến với trẻ khi mà là trẻ bị suy dinh dưỡng ạ? Trẻ bị suy dinh dưỡng mà kéo dài nó sẽ có nhiều hậu quả lắm. Đầu tiên đó là nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà phát triển cân nặng chiều cao. Bây giờ này Ngọc Trai thấy nếu mà nó ảnh hưởng cân nặng chiều cao nhiều quá nó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý nữa. Những bạn mà rõ ràng là bạn nhỏ con so với những bạn lớn thì bạn kém tự tin hơn, mặc cảm hơn, đúng không? Rồi cái thứ hai đó là khi mà cái chuyện mà suy dinh dưỡng của con kéo dài nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện mà phát triển trí não của con nữa, không phải chỉ có ảnh hưởng tới phát triển tâm vận không. Thậm chí là em còn thấy là ảnh hưởng tới cả ba mẹ nữa. Đúng rồi, ảnh hưởng tới tâm lý của ba mẹ nữa đó. Tại vì chị thấy cũng có nhiều người tới khám, rõ ràng là con mình nó hoàn toàn bình thường nha, cân nặng chiều cao rất là đạt chuẩn, nhưng mà ba mẹ bị ảnh hưởng bởi ông bà hoặc là bị ảnh hưởng bởi bạn bè của ba mẹ, sao cứ thấy đó là con mình nó cứ nhỏ con hoặc là nó cứ roi roi, trong khi bạn con của hàng xóm mà con của bạn bè là nó cứ tròn trịa. Tại vì người Việt Nam mình cứ nghĩ rằng phải mập mập, trẻ em phải mập mập mới dễ thương á, kiểu vậy thế, muốn vui vui. Vậy thì có một cái cách nào đó để chúng ta có thể phòng ngừa được cái tình trạng là suy dinh dưỡng ở trẻ không ạ? Thì phòng ngừa đó, mình phải phòng ngừa từ mà lúc mang bầu. Ví dụ như mang bầu là mình phải đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ của bé, rồi phải đi khám thai đầy đủ, phải tăng cân nó cũng phải ổn. Người ta thấy có những bà mẹ mà nhảy cân hoặc bà mẹ suy dinh dưỡng có thể sinh con nó cũng bị nhảy cân. Rồi sau khi mà sinh xong á, tốt nhất là cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu, hoặc là phải cho nó ăn dặm đúng tuổi. Có nhiều người là người ta cho ăn dặm sớm lắm, hoặc là tới 1 tuổi mà vẫn chưa cho ăn dặm. Cái thứ hai nữa là chế biến ăn dặm là phải đảm bảo vệ sinh và phải đúng cách, phải cho con ăn đa dạng. Rồi việc quan trọng nữa đó là mình phải theo dõi nguyên một cái tiến trình của con để mà mình phát hiện ra khi nào con mình nó có bất thường thì mình đi khám sớm. Ngoài ra còn có những cái biện pháp mình phòng ngừa, như mình phải xổ dung nè, mình phải tẩy dung đúng nè. Hồi trước đó ông bà mình cứ hay nói đó là 2 tuổi mới tẩy dung, nhưng thật ra bây giờ Bộ Y tế của mình quy định đó là 1 tuổi trở lên là mình đã tẩy dung được rồi. Tuy nhiên cái hàm lượng thuốc của một bạn mà 12 tháng tẩy dung nó hơi khác một chút so với một bạn 24 tháng. Rồi mình phải cho bé đi uống vitamin A theo cái lịch chủng ngừa đầy đủ. Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ cũng đã giúp cho các ông bố và bà mẹ của chúng ta khi theo dõi chương trình cũng đã có thêm được thật là nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc trẻ, cũng như là phòng tránh những cái trường hợp mà chúng ta nghi rằng trẻ đang bị suy dinh dưỡng. Và chương trình cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Kiện Nhi Offshore, trị chứng biến ăn, chán ăn do tiêu hóa kém, đổ mồ hôi trộm, sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OBC đã tài trợ cho chương trình. Mà Ngọc Trai cũng xin gửi lời cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn khán giả ở chương trình lần sau. Tạm biệt các bạn. Kiện Nhi Offshore của dược phẩm OBC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh.